mà test phải take a long time. Cái này là mình screen tất cả những người ai muốn thử cũng được hết, không nhất thiết là phải bệnh hoạn. Cũng như cái cô này đến hôm nay thì cái này rất là đơn giản. Để nói về cái test này quý vị ha, đây là cái package ở đây, mình xé ra nó có một cái cartridge giống như là mấy quý vị biết, quý vị hay nói là giống như thử bầu vậy á, giống như vậy á. Cái cartridge nó giống như đó, nó giống vậy đó. Ok, nó có cái reservoir, mình bỏ máu ở đây, thường thường ra bỏ nước tiểu ở đây rồi coi nó cộng trừ đây, có biết liền trong vòng 5-10 phút. Này cũng hệt như vậy. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Thì of course cái này giống như là cái người mà họ thử đường á, không biết quý vị lần biết những người ta thử đường không, ta bị tiểu đường ta thử, nó bấm tay cái kịch cái nhận giọt máu để thử, thì giống hệt như vậy. Rồi rồi hết mình clean. Mình có Kayla là một cô MA xuất sắc ở đây để mà volunteer tình nguyện. Để đừng cái che che, ok, đừng cái che cái test, ok ok, here we go. Mình lau trước, cô này móng tay hơi dài ha, móng tay chỗ nào ngắn, ok cũng được không sao, ok từ từ nặng quay lại, nặng nặng cho một giọt máu thôi, qua bên này thấy giọt máu nè, qua bên này từ từ thấy giọt máu, từ từ thấy giọt máu, thấy giọt máu nhỏ nhỏ không đó, một chút xíu giọt máu nữa, nặng ra chút xíu nữa, chút xíu nữa cho giọt máu hơn chút xíu, ok chút nữa nặng nặng, ok một giọt máu thôi, để xuống nhắm vô, rồi chấm vô đó, chấm vô rồi thì thấy một giọt máu thôi, rất đơn giản, cho hơi cái bông gọn rồi nhỏ hai solution, hai cái giọt của solution đó. Ok, now waiting 10 phút là có kết quả, là positive and negative. 10 phút là có kết quả. Có vậy thôi. Có vậy thôi. Vô cùng đơn giản như vậy. Rất đơn giản, một giọt máu. Giống như những quý vị thì tụi này muốn á là xin phép để ăn chi. Xin phép cái FDA để ra mình, hay là xin phép state á để mình làm cái này là gì? Để cho home use, home testing kit. Chứ còn đến văn phòng bác sĩ làm gì? Cho là ví dụ làm cho overload mọi người, đến bác sĩ làm gì, đến nhà thương làm gì? Cái này gửi về nhà cho người ta. Nếu mà tụi này được some clearance thôi, mà always tụi này cái bộ này sẽ được như thế nào? Chúng ta có bác sĩ Michael Đào ở đây và cũng có là một người y tá để mà làm chuyện này. Bác sĩ Michael Đào có thể giới thiệu đôi chút về cái bộ này đó. Xin chào Lân và xin chào quý vị khán giả. You want me to hold it? No, okay. Thì cái bộ này á, là cái thử test này gọi là COVID-19 IgG và IgM rapid test. Cái này là thử cái antibodies. Thì nhiều người hỏi, ô hồi nãy như Lân này có hỏi á, ủa sao bác sĩ nào người ta thử mấy ngày cái tuần mới được, sao bác sĩ nào thử 10 phút được thôi. Yes, cái này thử cái antibodies, thử cái máu. Thường thường á, mình thử cái antigen sometimes mình thọc vô mũi, mình thọc vào mũi, người ta hay thọc cho miệng người ta, mình lấy cái đó rồi mình gửi đi, rồi họ dùng antigen họ ký á, thì nó lâu hơn. Cái này á là mình thử cái máu, cái antibody, một khi con virus nó xâm nhập vào người mình á thì người mình á nó sản xuất cái kháng thể để chống con virus đó. Mình thử cái chất kháng thể đó là mình đã exposed, nó có kháng thể nghĩa là mình been exposed to cái con vi khuẩn đó rồi. Thì cái này ở Đại Hàn họ dùng mấy tháng qua, thành ra thì Lân cũng như quý vị biết á, Đại Hàn, Nam Hàn là một cái nước mà hiện tại bây giờ là cái số lượng người bị mới là ít nhất, thấp thật thấp, và cái số lượng recover rất là cao, và họ có cái tỷ lệ mà thử á, người dân thử cao nhất trên thế giới này. Bởi vì họ có những cái test gọi là rapid test, rapid là nhanh á, để họ thử mọi người hết. Tại vì sao? Tại vì hơn 80%, 85% luôn là những người mà có bị con siêu vi trùng nó xâm nhập hay là bị exposed rồi, người ta không có triệu chứng gì hết á. Chỉ có một số nhỏ cái triệu chứng thôi. Còn người cái triệu chứng là những người ta bệnh hoạn, ta vô, ta nằm chỗ rồi, ta đâu có đi vòng vòng mình lây người khác. Những người mà không bệnh, những người mà khuẩn khỏe khoắn, những người đó mới là những người có thể carry cái bệnh mà spread out một cách rất là nhanh chóng. That's why cái này á, là mainly mình thử cho những người gọi là dịch bùng nổ, và sau đó họ đã triệt được cái con đường đi lên như vậy. Vâng. Như vậy là chúng ta vừa mới được bác sĩ Michael Đào từ Trung tâm Y tế Michael Đào giải thích rất rõ về một cái bộ thử nghiệm virus corona, và đã xem một cách rất trực tiếp một cô ở đây tới thử sau khi đã đi du lịch lòng vòng nhiều tiểu bang, trong đó có kể cả tiểu bang New York hiện nay đã bị những cái lệnh đóng lại.
là một trong những nơi có nhiều cái trường hợp, và rất là may mắn cô này đưa ra cái kết quả là âm tính, chưa có cái biểu hiện của cái dương tính. Vẫn như bác sĩ Michael Đào có nói rằng nếu nó dương tính thì chắc chắn là cô ấy đã nhiễm, còn nó dương tính âm tính thì chưa chắc là cô ấy không nhiễm, cho nên có thể trong thời gian tới cô sẽ phải tiếp tục cô lập, và cũng như là sẽ có thể đi thử lại ở bác sĩ Marco Đào. Bác sĩ Marco Đào nói lại là hiện nay thì ở trung tâm có được bao nhiêu cái bộ như thế này thưa bác sĩ?